Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi." Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng: "Ông này nói phạm thượng." Nhưng Đức Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: "Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Trong hai điều, một là bảo tội con được tha rồi, hai là bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết, ở dưới đất này con người có quyền tha tội." Bấy giờ Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà." Người bại liệt đứng dậy đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. Trong đời sống xã hội cũng như đời sống đức tin, nâng đỡ và giúp nhau là điều cần thiết. Tin mừng hôm nay kể lại một phép lạ Chúa chữa lành người bất toại nhờ sự nâng đỡ và lòng tin của đám đông dân chúng. Niềm tin vào Thiên Chúa có sức mạnh và sự sáng tạo thật diệu kỳ. Những người khiêng anh bại liệt đã dám làm điều lạ thường và táo bạo là khiêng người bại liệt đến với Đức Giêsu để xin chữa lành. Nhờ đâu mà những con người này dám làm điều lạ thường như vậy? Xin thưa, nhờ tin. Nhờ họ có lòng tin mạnh mẽ vào quyền năng của Đức Giêsu. Họ đặt trọn niềm hy vọng vào Đức Giêsu. Chính Ngài sẽ dùng quyền năng và lòng thương xót để chữa lành cho người anh em bất toại này. Bởi thế, họ không ngần ngại khiêng người anh em bất toại đến với Đức Giêsu, và chính nhờ lòng tin đó mà người bất toại được chữa lành. Như vậy, lòng tin không chỉ có thể cứu chính mình, nhưng còn có thể cứu những người khác nữa. Trong cuộc sống, chúng ta cần tình liên đới biết bao, nhất là trong đời sống gia đình và cộng đoàn. Chúng ta được mời gọi yêu thương và nâng đỡ nhau, nhất là trong những lúc ốm đau, bệnh tật, cả thể xác lẫn tinh thần. Bởi đời người là một hành trình gánh nhau trong đời, giống như đám đông dân chúng trong trình thuật tin mừng hôm nay gánh người bại liệt đến với Chúa Giêsu. Chúng ta cũng thế, cũng được mời gọi khiêng nhau, gánh nhau đến với Đức Giêsu để nhờ lòng tin và sự nâng đỡ của nhau. Xin Chúa chữa lành cho chúng ta những căn bệnh đang giày xé tâm hồn và hành hạ thân xác. Đừng vô cảm và thờ ơ với anh chị em mình đang đau khổ vì căn bệnh thể xác và tinh thần gặm nhấm. Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con luôn biết gắn bó với nhau bằng lòng yêu thương và niềm tín thác nơi Chúa, nhất là những lúc trong chúng con có người cần được nâng đỡ, cần được chữa lành. Amen.